Sau thành công của tour diễn đầu tiên năm 2018, Yuki Machi, thần tượng guitar châu Á, vừa có chuyến lưu diễn lần 2 tại Việt Nam, mang đến một đêm Fincher Style ấn tượng tại nhà hát VOH thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài những bản hit đã làm nên thương hiệu, nghệ sĩ còn chiêu đãi fan Việt những tác phẩm mới chưa từng được phát hành dưới dạng đĩa. Đặc biệt, thu diễn lần này có sự góp mặt của thần đồng guitar Fingerstyle Trung Quốc Che Yu Liu và nghệ sĩ khách mời Danh Tú. Chương trình do House of Star tổ chức nhằm mang những tài năng âm nhạc thế giới đến gần hơn với khán giả Việt Nam.